không biết là mấy bạn ấy là vô duyên hay là mấy bạn ấy là cố ý nha mọi người. Mấy cái hôm có mấy cây này mới về 811 với mấy cái đĩa TQ6 về á, mà bạn nói mình là chị ơi chị bán xe bán xả cho em đi, bán lỗ cho em đi cũng được nữa. Trời ơi, em mua liền, em ủng hộ chị liền, em follow chị liền. Trời ơi, sao lại có những cái bạn dễ thương quá à. Không biết, mình thực ra mình không biết là bạn ấy cố tình hay là vô tình nha. Nhưng mà nếu như mà ai mà bây giờ cứ hàng mới nhập về mà cứ đi bán xả bán lỗ vậy là chết rồi, đúng không mọi người? Hàng thì đã không có mà bán thì tự nhiên kêu đi bán xả bán lỗ, mà trong khi đó hàng mà những cái mặt hàng mới về nữa chứ. Ví dụ như có những cái hàng nào mình cần phải xả ra cho anh em chơi thì mình sẽ xả thôi, còn những cái mặt hàng nào mà nó vẫn còn đang hot trên thị trường thì mình vẫn bán bình thường nha. Không những mà nó không ấy, không xuống giá mà nó còn lên giá nữa nha mọi người. Với cái đồ này thì nó lên xuống rất thường thôi. Đây là cây ô liền 811. Thì nhiều bạn hỏi 831 với 811 nó khác gì nhau, thì 831 có cái núm trên này nó sẽ là màu đen, với lại cái nó sẽ không được tặng cái lò xo. Còn cái 811 này nó sẽ tặng một cái lò xo sơ cua cho mấy bạn. Với lại mấy bạn muốn biết là cái thông số ở đâu thì mấy mẹ con đây nè, HO811 rõ ràng nha, còn cái kia nó sẽ là HO831 riêng biệt. Phụ ô liền của mình ở đây mình sẽ bảo hành cho mọi người là 3 năm nha mọi người. Đó, núm tăng chỉnh rebound là thiệt nha. Đó, rất là đẹp, hàng chính hãng 100% nha, mình không có bán đồ lô nha mọi người. Ngày xưa mình cũng có bán đồ lô á, nhưng mà vì nó bị lỗi á, nó bị cái chân này này mọi người, từ đó mình bán 1-2 cây á, nó bị gãy cái chân này luôn, nên là từ đó về sau mình không có bán đồ ô liền mà hàng phay của bên Thái nha, chứ không gọi là hàng view của Thái Lan này đâu nha. Hàng phay của bên Thái á nó bị gãy cái chân á, nên là mình không bán nữa. Đó là từ đó mình chuyển qua bán đồ view mà mình còn bán đồ khách nữa nha mọi người. Đây, mã của nó đầy đủ hết cho mọi người có thể check được nha. Bánh Vario, clip Mio này nọ đều được chế, anh em nào muốn khoét mũ thì chế vô thôi, không có gì hết. Mình đã chịu chi tiền như nhiêu đây thì mấy cái đó vấn đề mua mũ cũ bình thường đâu có gì đâu. Ví dụ như mà mình không thích nữa, mình muốn về gì mình muốn bán lại á, thì mấy bạn mua ra hãy mấy bạn mua cái miếng mũ đó gắn vô có mấy chục ngàn à, là bình thường nha. Đó, anh em nào cần thì inbox mình nha.